Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Team Nguyễn Tất Thắng. Hiện tại anh em chúng cháu đang có mặt tại hầm hồ các bác ạ. Chào các bác nhá. Đây là một cái con kênh cổ từ thời Tây Sơn. Và đây là anh Sự Taxi Dù. Chào các bác nhá. Còn đây là anh lái thuyền. Đấy. Anh nhà gần đây không anh? Gần đây ạ. Đấy, anh này đúng là đất võ, nhìn tay rất là khỏe khoắn, dẻo dai. Anh có học võ không anh? Nhỏ nhắn. Anh có học võ không ạ? Có đấy. Ở đây lại đất võ. Nói thế chứ bây giờ thì cũng mai một nhiều rồi. Đây là vùng núi phía tây của tỉnh Bình Định các bác ạ. Đây chính là nơi khởi nguồn của khởi nghĩa Tây Sơn ngày xưa. Và anh em đang đi trên một cái con kênh cổ. Chào cô nha. Chào bốn người đẹp. Vâng. Không biết già trẻ gì mọi người. Vâng. Vâng. Đúng rồi. Con kênh này nước chảy rất là nhiều. Và cái này là quanh năm không bao giờ cạn. Quanh năm không bao giờ. Quanh năm không cạn. Một điều rất là đặc biệt. Đây là hẻm đấy phải không ạ? À. Rất là nhiều đá nhỉ. Mình có thể mình dừng chậm chậm này, dừng ngay chỗ đấy một chút để mình sẽ nói xe tới đi. Đấy, đến đây là chúng ta nhìn thấy những cái mạch đá này. Vâng. Đây là những cái mạch đá tự nhiên. Cái con kênh nào kênh đào này, cái đặc biệt của nó chính là nó là con kênh ở trên núi. Vâng. À, và cái để có được cái hẻm này thì chúng ta trước đây thì ông cha ta đã có một cái cách phá núi rất là thú vị. Đấy chính là sẽ đốt cho đá này nó nóng lên. Ủa? Sau đấy mới bắt đầu mới đổ muối xuống. Wow. Đổ nước muối xuống và để cho đá nó mềm ra và sau đó thì mới đục cái dãy đá này ra. Wow. Và tạo thành cái con kênh đặc biệt thế nhỉ. Trên cái con sông cổ này có rất là nhiều đoạn như vậy. À, đoạn vừa rồi là một cái đoạn tiêu biểu nhất. Là tiêu biểu nhất ở đây. Nhưng mà ở trong này cảm giác thấy mát mẻ hẳn lên. Mát mà anh, mình đang đi ở giữa một cái rừng xanh. Đúng rồi. Đấy, và đây là cái con kênh cổ mà nước quanh năm không cạn. Cái này cũng có độ sâu, cũng không sâu mấy. Vâng. Sẽ là ăn trưa, nghỉ ngơi ở đó. Sẽ có chuyện thôi với anh Trung về một số những cái điều này. Bọn này cắt ở đây. Thấy chuyện xong rồi. Anh Sự thấy thế nào? Hôm nay quá tuyệt vời. Một trải nghiệm thật. Hôm nay là lâu lắm rồi, hôm ở ngoài mình cũng có rừng có núi, hôm nay là ở trong rừng này còn có những con suối nhỏ chạy ven theo rừng mà ta phải nhớ đi đến bằng Hà Giang thuyền thì mới đi vô tới đó được. Mà đây là mình đang trèo ngược ngược dòng. Ngược dòng đấy anh ạ. Đây là em có nhớ Hà Giang chưa? Đến rồi. Em thấy nhớ Hà Giang dần rồi đấy. Nhớ dần rồi à? Giờ mình là mình đi cái con kênh đào này và chúng ta chuẩn bị đến cái con suối chính. À. Con sông thật ra thì nó là một con sông, người ta gọi nó là sông Cút. Đây là một con sông Cút, có nghĩa là con sông linh thiêng. À, hết cái suối này là ra đến sông Cút. Tức là hết con kênh đào này thì chúng ta đã đến con sông Cút. Ở trước mặt chúng ta đó là dòng sông Cút. Bên này rất là nhiều những cái chỗ này ngày xưa thì nó có một cái thác rất là lớn và bên dưới cái thác thì nó là một cái ao tạo thành do cái quá trình nước chảy thì nó tạo ra thành một cái ao. Và cái nơi đây là cái nơi mà người xưa người ta hay dừng tại chỗ này để làm lễ cầu mưa. Vâng. Là ngay vị trí này. Cái trên đấy là có đền thờ đấy. Bên kia thì có cái dinh tiên hiền, tức là những cái vị tiền bối đã xây dựng ra cái đập nước này để mà tạo ra một cái con kênh đào để giúp cho nước dẫn về cái đồng ruộng để cho nông nghiệp. Ồ, đây là cái sông chính đây. Và mình đến khu vực nhà hàng cũng ở đây. Đây là mình đã đến tại nhà hàng và mình sẽ dừng ăn trưa nghỉ ngơi ở tại nhà hàng này. Vâng. Đây nhà hàng, đây là nhà hàng của con. Là cái con kênh đào là dẫn nước. Đúng rồi. Người xưa mới đắp cái con đập này để mà nâng cái mực nước lên. Vâng. Rồi sau đấy mới đào cái con kênh xuyên qua núi để mà dẫn nước về cái vùng đồi mặt cao. Cái đập này cũng là đập do người xưa đắp. Cái đập này ngày xưa thì do người xưa đắp. Vâng. Nhưng mà sau này thì mình đã làm
cái công trình xây dựng thủy lợi để cho cái mực nước nó ổn định hơn. Ngày xưa thì người ta chủ yếu đắp bằng đất đá hoặc bằng những cái loại cây. Bây giờ thì chúng ta là sẽ lên trên này để ăn cơm trưa nghỉ ngơi. Anh em đã xuống bến nha các bác ạ, và trưa nay thì anh em sẽ ăn cơm tại một cái quán nhà hàng Lộc Vừng. Tên thì cũng rất là đẹp và ở đây có rất nhiều những hàng cây khác nhau. Không biết là đây là cây Lộc Vừng luôn hả bạn ơi, em ơi? Đây là cây Lộc Vừng hả? Rồi. Bạn là hướng dẫn viên du lịch ở đây à? À, bán vé à? À, bên kiểm soát vé. Anh Sự làm gì đấy anh Sự ơi? Anh Sự ơi làm gì đây? Ôi dồi ôi, không cần phải rửa đâu, anh mai nó có hết. Đi mết nó có hết, anh trà nó hỏng dép ra. Vâng. Anh Sự là đi thuyền là vô tình dính vào nhựa đường các bác ạ, nên là bây giờ đang rửa. Giờ mới ghét. Vâng. Cứ sợ ấy, anh cứ đi nhiều mai nó khắc ra hết rồi mà. Anh thấy con sông này đẹp không? Quá đẹp. Đạp vịt, đây là những cái con vịt người ta cho khách đạp vịt. Và xuôi cái dòng này còn đi đến tít ở trên kia nữa anh ạ. Khả năng là thôi, bây giờ trưa ông đói rồi. Ghi hình ảnh ở đây để các bác tham quan theo dõi một chút cái khu vực này. Đó. Đây là cái con sông rất là đẹp. Con sông này có tên gọi theo người Chăm, gọi là sông gì nhỉ chú nhỉ? Sông Hầm, sông à, con sông Cút chứ. Sông Cút. Vâng. Còn cái kênh là kênh Hầm Hô. Hầm Cút đấy giờ Hầm Hô. Vâng. Sông Hầm Hô ạ. Chú nhà ở gần đây không ạ? Ở đây. Ở đây ạ. Ngoài đó luôn ạ. À, chú có biết đường quyền nào không chú? Biết đường quyền nào không? Không. Con tưởng là ở Tây Sơn này ai cũng biết võ chứ. Biết nhưng mà chú có biết mà trong đồi mà gió ngưỡng đâu. Mà anh thử hỏi xem có đúng không? Đúng rồi. Cô gái Bình Định đây. À, cô gái Bình Định dùng roi giữ chồng. Giữ chồng. Ừ. Chồng mà đi đâu là lấy roi quật. Ừ, đấy, thế là anh còn có tư tưởng lấy vợ Bình Định nữa không? Anh Sự. Không có giữ gần đâu, không giữ gần như em tưởng đâu. Dùng roi giữ chồng. Các bác thân mến, đây là giọng nói đặc trưng của con gái Bình Định nhá. Đó. Bây giờ nhờ bạn có thể nói một hai câu chào khán giả trên kênh được không? Giọng nói rất là đặc biệt đấy. Và các bác ở bên này rất là vui tính, dễ thương và đang cười rất là tươi. Đó. Đây là các bác lái thuyền đưa khách đi tham quan khu vực dòng sông Cút này. Đó. Bạn này lúc nãy nói chuyện rất tự nhiên nhưng bây giờ không biết là gặp anh Sự hồn nhiên vô tư như thế nào tự dưng lại tiết kiệm lời thế. Anh Sự có thể làm quen không? Anh Sự hát tặng luôn. Dạ. Quên mất lời. Em có nhớ lời áo mới cái Hà Giang gì không? Không, anh hát bài Hà Giang quê hương tôi tặng bạn ấy. Em thuộc lời hơn anh. Không, anh hát nó mới đặc trưng mà anh đang tặng nói chuyện với bạn ấy mà. Em hát tặng với anh thì thoảng anh quên lời á. Không sao, không sao. Em hỗ trợ 50-50. Ok. Có đường đi trên mây đi đến cổng trời. Ừ. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Hát nhớ là đẹp thôi ấy. Nơi biên cương là đây đấy. Ừ. Anh
Vâng. Ai về thăm quê hương tôi, anh hát đi. Em hát mít rồi, khán giả chửi em hoài. Bảo em hát không hay, bây giờ nhờ anh Sự hát đi. Bây giờ anh thử hát một hai câu đi nào. Ai về thăm quê hương tôi, có đường đi trên mây lên tới cổng trời. 2, 3, để hát tặng bạn gái nào. Hay quá, cảm ơn anh Sự nhá. Hôm nay gặp cô gái Bình Định thì rất là vui. Giới thiệu với bạn, đây là anh Tiền Sự. Hôm qua vừa gặp em Tiền hôm đấy. Hôm nay lại mình tên là Sự. Không biết là bạn gái này tên là gì nhỉ? Nếu mà có một diễn Thơm à? Một thuyền viên nó tên là Hậu, nhưng mà bạn Hậu bạn ở Hà Nội bữa cái nữa là bạn bay vào đây và lại đi lại đi quay ra. Nếu mà cả ba người ghép lại là Tiền. Không biết là Thơm có thể nổ một đoạn hát, đoạn ngắn ngắn tặng hai anh em được không? Em hát tiếng Bình Định nó dơ lắm anh ơi. Cậu, hay là em đọc thơ cũng được. Thơ. Khi nào anh nào vào đến đây là nhớ đến quê hương nhà anh luôn. Cũng có suối, cũng có núi đồi. Em nhớ rồi, nhớ cũng rừng. Nhớ không? Một hai câu cũng được, em đọc thơ cũng được. Em đọc hầm hô nha. Ok, thơ hầm hô. Hầm hô cảnh đẹp thiên nhiên, nào em khách đến biết bao nhiêu bạn người, nào là ở mọi nơi, những vừa ngắm cảnh hầm hô của tôi. Rồi, sao em xuống thế, hay quá, vỗ tay, anh Sự vỗ tay, đấy. Bây giờ đọc lại nhá, hầm hô cảnh đẹp thiên nhiên, hàng năm dụ khách đến biết bao lượt người. Tiếp quên rồi, để anh đọc cùng á. Đẹp thiên nhiên. Tuyệt vời, cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay là gặp cô gái Bình Định, chân tay anh em ai cũng run như cầy sấy các bác ạ, đặc biệt là anh Sự run. Và một điều đặc biệt nữa được nghe người ta kể rất là nhiều về cô gái Bình Định là có những đường quyền rất là yêu thương, dùng roi để giữ chồng. Không, anh Sự có thể nắm tay bạn ấy một để giao lưu thôi, gặp nhau làm quen đấy. Đúng được. Cách lịch sự thôi mà. Đấy. Đấy. Có gì đâu. Em thử ra một cái đường quyền dùng roi giữ chồng để cho khán giả trên kênh Tim Nguyễn Tất Thắng được biết được không? À, không. Đường quyền đấy như nào nhỉ? Roi giết là mình sẽ giơ bằng hình thức nào hay làm như thế nào? Giữ lại à, không ra được à? Cảm ơn em rất nhiều. Hay lấy đoạn sao cũng được. Có đoạn sao. Vui tươi quá anh Sự nhỉ. Đó. Dạ, thật sự rất là tuyệt vời anh ạ. Em vừa biết một bài thơ rất là đặc biệt của mình, của Hầm Hô. Cái này nếu mà nước to á là phải em ấy có một cái đường quyền đó. Con gái Bình Định nổi tiếng dùng roi giữ chồng đấy. Em ấy vừa ra một cái đường quyền dùng roi thử võ luôn à? Thử luôn. Nhưng mà định gậy nhưng mà thôi. Định gậy luôn à? Thử luôn. Nhờ ngố mấy đường nhé. Em chỉ giữ roi thôi. Đi đường quyền nữa à? Dùng roi giữ chồng, không phải dùng roi đánh chồng. Nhưng mà hôm nay anh cũng bất ngờ về cái kênh đào ấy. Vâng. Trước giờ mình đi kênh đào thì thực ra có nhiều kênh đào nó lớn lắm. Nhưng mà để một cái kênh đào mà đi men qua núi như này thì rất là ít. Với lại là diện tích của nó nhỏ nữa. Ra đây thì mình cũng thấy một cái khung cảnh rất là đẹp. Vâng. Ở đây nó là tuyệt vời. Vâng, thật sự là tuyệt vời. Mát mẻ. Tuyệt vời đấy. Với lại là khám phá về những cái khu tháp Chăm Cổ. Vâng. Tuyệt vời, cực kỳ đẹp. Bất ngờ luôn, mình không nghĩ là cái quy mô mà đồ sộ hoành tráng và có những cái gọi là
bí ẩn mà chưa có lời giải về cái cách mà xây dựng được. Vâng, cái xây cách xây dựng mà những viên gạch người ta xây dựng tháp Chăm nó vẫn là điều bí ẩn. Bên này người ta đang đi lên này. Đây. Khách du lịch sẽ đi bằng cái con thuyền nhỏ này, người ta sẽ trèo ngược dòng ở phía bên dưới kia lên đây các bác ạ, theo cái dòng này. Đấy, còn bạn này là chuyên đi thu vé và chuyên đọc thơ, bán vé, kiểm soát vé. Wow. Đấy, anh Sự thì còn rất là vương vấn cô gái này. Tán từ nãy đến giờ chưa nói lời yêu à? Rồi, em vô nhà hàng ấy, em à. Anh Sự. À? Nhưng mà ý là anh chưa nói lời yêu với bạn ấy à? Hay là vẫn chỉ nói loanh quanh cái gì lung tung thôi? Chốt đi. Yêu cũng được nhỉ? Đâu được à? Tưởng là tình bạn được không? Anh Sự có vẻ đang rất là buồn. Bây giờ mà ta nói yêu chồng em về nhìn thấy anh em thì thôi, thì anh nói là anh định nói lời thương em đấy, nhưng mà sợ chồng con em ở nhà lại mong đấy. Nên thôi anh đành rút lại lời yêu đấy, để chứ tình bạn bên cạnh cho đời đậm sâu đúng không? Hôm nay anh Sự có vẻ bí thư thế nhỉ? Anh đọc thơ đi nào, tặng em nói một bài đi. Há Lục Vừng đi anh, há miệng chờ Lục Vừng à? Há miệng chờ Sung chưa thấy nói từ ám. Chưa nghĩ ra thơ à anh? Anh Sự chưa, vẫn chưa nghĩ. Anh nghĩ tiếp đi. Thơ tiếp đi. Đi ra nói chuyện với em lấy tiếp đi. Hỏi tên em được. Lộc Vừng xin em đừng. Có hoàng. Họ đi tận tiết ở trong kia nhỉ? Ở trên đó tầm độ 600-700 mét này em. Có như cái xuồng nhỏ kia có mắc tiền không em? Cái nếu mà khách thơ thì người lớn là 30.000 một người. Thì không, nhưng mà cái đó hay mỗi một cái đó là bao nhiêu tiền? Anh thơ anh kiểu ấy hay là sao? Tức là họ bán này, mỗi cái đó là bao nhiêu tiền? Mấy công ty mua em biết. À, chắc là mong mắc á. Cũng rõ. Còn nếu như thơ kiểu ở đây thì 30.000 người lớn. Cái này là thuê một cái này là 30.000. Một người tính đông người. Mỗi một người một cái là 30.000. Thế thì cũng rẻ. Hai người thì 60.000, mà tụi em thì 20.000. Ừ, thế là cũng rẻ thôi. Mấy con vịt kia thì 50.000 một người. À, 50.000 một người. Cảnh thiên nhiên giữa rừng nha các bác nha. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây là vào giữa buổi trưa là có không khí mát mẻ như ở trên Hà Giang luôn. Đây là đi ngắm với ô. Cả nhà là có một màu mũ giống nhau, chắc là đi cùng một nhà luôn. Chắc là lát nữa thì anh em ăn cơm xong không biết là có lên trên kia không. Nếu mà lên trên kia thì sẽ lại review cho các bác xem. Giờ thì tạm dừng một chút để nghỉ đã các bác nha. Đây là giá vé dịch vụ tham quan ở khu vực này nha các bác ạ.
Đó, anh em đang nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn trưa ở đây nữa các bác.